Tổng quan về Vương quốc Anh, vị trí địa lý, Vương quốc Anh là một đảo quốc lớn nhất châu Âu, bao gồm bốn xứ, England, Scotland, Wales và Northern Ireland, nằm ở phía tây châu Âu, trong biển đại Tây Dương. Đất nước bao gồm đảo lớn nhất là đảo Anh, Great Britain, gồm các xứ England, Scotland và Wales. Vương quốc Anh được thành lập năm 1801, bao gồm Anh và cả Ireland, sau đó Ireland được tách ra năm 1922 thành Cộng hòa Ireland. Còn Bắc Ireland vẫn nằm trong Liên Hiệp, nên ngày nay gọi là Liên Hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tiếng quốc tế là United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, thường gọi ngắn là United Kingdom, viết tắt là UK. Bờ biển Đông Nam Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland nằm cách bờ biển miền Bắc Pháp trong vòng 22 dặm, tương đương 35 km. Diện tích Vương quốc Anh sắp xỉ 245.000 km vuông tương đương 95. 000 dặm vuông được trải dài từ quần đảo Shetland ở bờ biển phía Bắc Scotland xuống đến quần đảo Scilly ở Tây Nam nước Anh và trải rộng cho đến Bắc Ireland. Vương quốc Anh là quốc gia đông dân thứ 22 trên thế giới với khoảng 63 triệu dân cư trong đó, England, 53 triệu, Scotland, 5,3 triệu, xứ Wales, 3 triệu, Bắc Ireland, 1,8 triệu, đơn vị tiền tệ, bản Anh, thủ đô của Vương quốc Anh là London. Đồng thời cũng là thủ đô của England trước đây, là trung tâm tài chính và cũng là khu vực đô thị lớn thứ tư tại châu Âu, thủ phủ của xứ Wales là Cardiff, thủ phủ của Scotland là Edinburgh và thủ phủ của Bắc Ireland là Belfast. England chiếm hơn một nửa tổng diện tích Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland với 130.395 km vuông. Hầu hết Anh là địa hình đất thấp. Địa hình đồi núi nằm ở tây bắc của đường Tess. Các sông và cửa sông chính là Thêm, Severn và Humber. Núi cao nhất Anh cấp Staffelpie. 978 m tại Leeds District. Scotland chiếm gần 1 phần 3 tổng diện tích Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland, với 78.772 km vuông bao gồm gần 800 đảo chủ yếu nằm ở phía Tây và phía Bắc của Đại lục. Địa hình Scotland được phân chia theo đứt đoạn ranh giới hai lần cắt ngang Scotland tại phía Tây mang tên hai lần, vùng đất cao, tại phía Bắc và Tây. Lowland, vùng đất thấp, tại phía Nam và phía Đông. Khu vực hai lần gồ ghề hơn và gồm phần lớn đất núi của Scotland khu vực Lao có địa hình bằng phẳng hơn và là nơi cư trú của hầu hết dân cư, xứ Wales chiếm dưới 1 phần 10 tổng diện tích vương quốc Anh với 20.779 km vuông. Địa hình xứ Wales hầu hết là đồi núi tập trung chủ yếu ở miền Bắc và miền Trung. Khu vực đông dân cư và các ngành công nghiệp chính chủ yếu nằm tại miền Nam, Bắc Ireland tách biệt với đảo Anh qua biển Ireland và eo biển Bắc. Có diện tích 14.160 km vuông và hầu hết là đồi. Bắc Ireland có hồ lớn nhất quần đảo Anh là Laugernick với diện tích 388 km vuông. Đỉnh cao nhất tại Bắc Ireland là Slide Donat thuộc dãy núi Maureen với độ cao 852 m. Các đô thị lớn, Anh được chia thành nhiều khu đô thị như khu đô thị Đại Luân Đôn, khu đô thị miền Trung Tây, khu đô thị Đại Manchester, khu vực đô thị Nốt Tiên Ngầm. Với các thành phố lớn như London, Manchester, Nốt Tiên Ngầm, Liverpool. London, thành phố toàn cầu, cùng thành phố New York là trung tâm tài chính lớn nhất thế giới và có GDP thành phố lớn nhất châu Âu, trụ sở của hầu hết 100 công ty hàng đầu Vương quốc Anh và hơn 100 trên 500 công ty lớn nhất châu Âu nằm tại trung tâm London. Sự ảnh hưởng của London đối với chính trị, tài chính, giáo dục, giải trí, truyền thông, thời trang, nghệ thuật và văn hóa đã mang lại vị thế thành phố toàn cầu cho London. Manchester, nằm ở đông bắc nước Anh, Thành phố này nổi tiếng trong lịch sử là thành phố công nghiệp hóa đầu tiên của thế giới nội thành thành phố có 441.200 dân nhưng vùng đô thị đại Manchester thì có dân số 2.240.230 dân khiến nó là thành phố lớn thứ ba của Anh, xếp sau vùng đô thị đại London và khu vực đô thị tây trung bộ Anh. Liverpool, một trong những các thành phố chủ chốt của Anh và có dân số đông thứ năm năm 2006, năm 2007 thành phố kỷ niệm 800 năm thành lập và năm 2008 thành phố đạt danh hiệu thủ đô văn hóa châu Âu cùng với Stavanger của Na Uy. Khí hậu, Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland có khí hậu ôn đới, lượng mưa dồi dào quanh năm. Nhiệt độ biến hóa theo mùa, hiếm khí giảm xuống dưới âm 11 độ C hoặc tăng trên 35 độ C. Gió phổ biến thổi từ Tây Nam và mang theo thường xuyên các đợt thời tiết ôn hòa và mưa từ Đại Tây Dương, song phần phía đông hầu như bị chắn gió do hầu hết mưa rơi tại các khu vực phía Tây, phía đông do đó khô hơn. Các hải lưu đại Tây Dương được gung sim làm ấm và đem đến mùa đông ôn hòa, đặc biệt là tại phía tây nơi mà mùa đông có mưa nhất là tại vùng cao. Mùa hè ấm hơn tại khu vực đông nam của Anh, do là nơi nằm sát đại lục châu Âu nhất, và phía bắc là nơi mát nhất. Tuyết rơi dày có thể xuất hiện trong mùa đông và đầu mùa xuân tại những vùng cao. Khí hậu thường xuyên ẩm ướt và dễ thay đổi. Các tháng lạnh nhất là tháng 1 và tháng 2, trong khi tháng 7 thường là nóng nắng nhất các tháng có thời tiết ôn hòa tới ấm với lượng mưa ít là tháng 5, 6, 9 và tháng 10. Kinh tế và giáo dục, kinh tế Vương quốc Anh là nền kinh tế đứng thứ 5 trên thế giới, một trong những đất nước hàng đầu thế giới về kinh doanh và là điểm đầu tư số 1 ở châu Âu. Vương quốc Anh là một trong 10 quốc gia chế tạo hàng đầu trên thế giới, có những ngành lớn nhất châu Âu như khoa học đời sống, công nghệ thông tin, ICT và công nghiệp sáng tạo. Thủ đô London là một trong ba trung tâm tài chính quan trọng nhất trên thế giới, Cùng với thành phố New York và Tokyo, giáo dục Vương quốc Anh ngày càng phát triển mạnh mẽ và là một mảnh đất di sản kỳ diệu để khám phá. Là một sinh viên quốc tế, bạn sẽ nhanh chóng hòa nhập vào xã hội đa văn hóa của Vương quốc Anh tận hưởng cuộc sống sinh viên tràn ngập những điều hấp dẫn. Thú vị và mới lạ, tại Vương quốc Anh vấn đề giáo dục luôn được đặt lên hàng đầu. Tại đây có những trường lâu đời, có uy tín nhất trên thế giới và cũng là nơi có nhiều cải cách về giáo dục nhất trên thế giới bằng do các trường Anh quốc cấp được công nhận trên toàn thế giới bất kể nó được cấp bởi một trường đại học lâu đời đã có từ hơn 500 năm nay hay một trường đại học bách khoa mới được thành lập. Các sinh viên không thuộc khối châu Âu thường tận dụng cơ hội học tập tại Vương quốc Anh để tận mắt tìm hiểu xem khối thương mại khổng lồ này hoạt động ra sao. Rất nhiều trường của Vương quốc Anh đã triển khai những chương trình giảng dạy trao đổi, hợp tác với các trường ở châu Âu, châu Á, tạo cơ hội cho sinh viên có thể học tập một năm tại các nước châu Âu khác hay châu Á. Tại Vương quốc Anh học sinh Sinh viên được học tập trong môi trường lý tưởng và chuyên nghiệp, đội ngũ giáo viên tận tụy và hơn hết các em sẽ được lĩnh hội một trong những nền văn minh tiên tiến nhất trên thế giới, điều đó tạo điều kiện cho các em có một tương lai tốt đẹp. Văn hóa Vương quốc Anh nổi tiếng là xứ sở sương mù xinh đẹp, mỗi thành phố ở Vương quốc Anh là một trung tâm văn hóa với các nhà hát opera, bảo tàng và danh thắng nổi tiếng thế giới. Đến với nước Anh bạn sẽ được tận hưởng vẻ đẹp của những danh lam thắng cảnh các vùng của nước Anh, thành phố London năng động với tháp Big Ben vòng quay london ice con mắt london kiêu hãnh bậc nhất thế giới birmingham với vẻ đẹp truyền thống nhưng không kém hiện đại canterbury vừa mang phong cách đương đại vừa ẩn nét đậm đà của miền duyên hải manchester thành phố sôi động và náo nhiệt văn hóa vương quốc anh là một sự pha trộn thú vị của các nền văn hóa quốc tế và tư duy đương đại được gắn kết với nhau trên tinh thần bản sắc và truyền thống mạnh mẽ tại hầu hết các thị trấn và thành phố ở vương quốc anh đều có rạp chiếu phim chiếu những bộ phim mới nhất trên thế giới Ngoài ra còn có nhiều liên hoan phim ở Anh, chiếu các bộ phim theo chủ đề, hoặc của các đạo diễn hoặc các loại phim. Bạn sẽ muốn tìm hiểu về di sản văn hóa phong phú của Vương quốc Anh trong thời gian bạn học tại đây, và khi đưa thẻ sinh viên ra, bạn sẽ được giảm giá ở rất nhiều nơi, từ lâu đài Edinburgh tới bảo tàng ban nhạc biết tố ở thành phố Liverpool. Bạn còn được miễn phí hoàn toàn tại phần lớn các bảo tàng và gallery nghệ thuật của Vương quốc Anh. Các nhà hát Opera Hoàng gia, The Royal Opera House, và nhà hát quốc gia, The National Theatre, có loại vé dành cho sinh viên, student standby ticket, chỉ với 10 bản Anh được bán trong ngày có vở diễn, các ngày nghỉ lễ chính ở Vương quốc Anh là Giáng sinh, Phục sinh và năm mới. Ngoài ra còn có một số ngày nghỉ lễ băng holiday khi các nơi làm việc đều đóng cửa. Các ngày nghỉ lễ ở Vương quốc Anh rơi vào các ngày khác nhau vào mỗi năm và bốn vùng trong Vương quốc Anh có tổng số ngày nghỉ lễ băng holiday khác nhau, 8 ngày ở Anh và xứ Wales, 9 ngày ở Scotland và 10 ngày ở Bắc Ireland. Nhiều công trình đá đài đã được dựng lên trong giai đoạn tiền sử, trong số đó các công trình được biết tới nhiều nhất gồm Stonehenge, Divisor Arrow, Rusen Monolite và Kassler. Với sự xuất hiện của kiến trúc La Mã cổ đại đã có một sự phát triển các La Mã hoàng cung, nhà tắm, sân khấu vòng, khải hoàng môn, villa, đền La Mã, đường La Mã, pháo đài La Mã, hàng rào cọc và các cống dẫn nước. Có đủ các thể loại âm nhạc từ pop, rock, electro, hip hop, cổ điển, dân ca, da, opera từ các câu lạc bộ nhỏ, các quán cà phé và quán rượu tư cho tới các phòng hòa nhạc, lễ hội nhạc trốc hoặc đêm nhạc quy mô quốc tế. Rất nhiều các nghệ sĩ và ban nhạc tự do nổi tiếng cũng biểu diễn tại các trường đại học và cao đẳng Vương quốc Anh. Tôn giáo, tôn giáo chính tại Vương quốc Anh chủ yếu là Thiên Chúa Giáo. Tuy nhiên, Vương quốc Anh là một xã hội đa tín ngưỡng nơi mọi tôn giáo đều được chào đón và chấp nhận. Giao thông, giao thông ở Vương quốc Anh rất thuận tiện, người dân Anh phần lớn sử dụng các phương tiện giao thông công cộng ở London và các thành phố lớn bạn có thể đi tàu điện ngầm từ dông này đến dông khác rất nhanh và cách năm lại có chuyến. Cho dù bạn có nhỡ chuyến này thì chuyến khác sẽ đến đón bạn trong tích tắc. Tại London các bạn có thể lựa chọn xe bus 2 tầng, biểu tượng của Anh quốc để đi tham quan và dạo quanh London. Tàu hỏa ở các vùng miền nước Anh cũng hoạt động lan tục để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, xe quách. Nếu bạn ở trong độ tuổi 16 đến 26 và là một sinh viên toàn thời gian, phung time bạn có thể mua quách chát, thẻ ưu đãi khi đi xe khách để tiết kiệm tới 30%. Taxi, taxi thì rất tiện lợi nhưng chi phí cao. Xe riêng, trước khi có thể lái xe ở Vương quốc Anh, bạn cần có bằng lái và bảo hiểm theo đúng quy định và luật pháp nước Anh. Xe đạp, đạp xe là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền bạc và rèn luyện sức khỏe, bạn nên đội mũ bảo hiểm và ở Anh, người đi bộ luôn đi ở phía tay trái đường.